căn hộ tập thể nó hơi nhỏ, nó khoảng có khoảng 45-46 mét vuông thôi. Em cũng rất khá lo lắng khi mình cải tạo một cái nhà mà hiện trạng mà nó đã có khoảng mấy chục năm rồi. Lưu ý và cũng như là đưa cho em giải pháp làm sao tốt nhất. Và những cái phần hiện trạng của sàn cũng thế, tại vì nó ảnh hưởng đến những nhà xung quanh. Nó là tập thể cũ, cái việc đập phá nó cũng rất là ảnh hưởng đến những nhà xung quanh khi mà gây chấn động. Thì cái bức tường này sau này là cái tác phẩm của cái ngôi nhà này, là bức tường kính anh bên anh lúc lắc cái thiết kế cho em. Cái này anh em tâm huyết đấy nhỉ. Em thì lúc đầu rất là lo vì đấy tập thể nhà em là khu nhà cũ ấy, hay việc cái đập vào một cái vách tường này em cũng hơi lo về vấn đề an toàn thi công ấy. Quá nhiều sự nam tính. Vẫn phải nhắc lại một lần nữa, hương cảm giác nó giống như là đi vào một cái phòng triển lãm hơn là một căn nhà mình về hàng ngày. Cái thứ nhất là một cái nó sẽ là thủy tinh. Đấy, bề mặt nó sẽ là trong suốt, còn một cái là bê tông thì cái việc mà mình lưu ý kết nối giữa hai cái viên gạch với nhau. Cái thứ hai nữa là cái hai viên gạch này nó về mặt kích thước nó khác nhau á. Cái việc triển khai thì cố gắng bám theo cái bản vẽ, tại vì cái này nó sẽ có cái phần đặc dụng khác nhau, tránh cái việc mà anh em xếp demo linh tinh thì sai hết ý đồ của em. Hello em. Đây. Ôi căng thẳng quá. Đây là cái phần hoàn thiện cuối cùng mà cái quan trọng nhất đây à? Cái ghế này là của V Plus Furniture. Đấy, ba cái cục này khi mà gắn với nhau nó gắn với nhau luôn. Nằm đây xem mà, nằm thử cơ mà. Bởi vì nhìn thấy nhà rộng ấy, em thấy rằng là để các cái cục nó trôi tự do còn được. Chính xác. Chứ còn nhà hẹp là phải cố định hết. Phải cố định. Cảm giác ấm cúng nhỉ? Vâng. Nhìn giống cái nhà hơn rồi đấy. Hôm nay xem nhà đấy không? Thế là hộp quá. Xin chào. Xin chào. Chờ lâu lắm rồi, chờ mấy tháng rồi. Chờ rất lâu rồi. Đây còn chờ lâu hơn này. 2, 1. Wow, wow, rộng thế. Chào. Mọi người vào nhà em đi. Rồi. Tân gia. Tượng đầu tiên khi mà Hương bước vào nhà ấy, đấy chính là cái ánh sáng là rất là wow. Và nó rất là khác so với không gian trước đây của nhà Hương. Wow. Nhà ai nhỏ hình như của nhà mình. Đấy, đúng không? Cái phần thiết kế đã có sự thay đổi và định makeover rồi đó. Nhưng mà em vẫn băn khoăn rất là nhiều về cái phần công năng. Bây giờ chúng ta khám phá không gian tiếp theo, đây là phòng khách. Mời ông chủ bà chủ ạ. Wow. Trời, quay ra không gian của graphic chưa? Rồi, không, bức tường này mới vơ đét này. Em sẽ đặt tên bức tường này là Pixel Wall. Wow. Wow, xong mọi người lại có thể mua được cái ga gối đúng ý em nhỉ, rất là không phải đúng với phong cách của em ấy. Một sự hợp lý về tính cách, nó như mọi người nhìn thấy chứ có thể cái mà để rõ nhất trong cái câu chuyện đấy chính là cái tủ kệ tivi và cái chăn ga gối mà anh Phạm Anh đưa vào ngôi nhà của Tùng. Wow. Đây nha. Đây là một cái chỗ mà Hương sẽ phải dùng nhiều nhất trong cái phòng này. Đúng với chai đâu qua em thích luôn. Thôi. Cả cái nhu cầu sinh hoạt nó bị đắp bồ lên thì cái không gian sinh hoạt vì thế nó cũng thu nhỏ lại. Thế thì làm thế nào để cảm giác cho nó rộng hơn và đáp ứng được tất cả các nhu cầu khác thì Hương nghĩ là team lúc lắc ở đây làm rất là tốt. Wow, chỗ này có ghế luôn này. Đây bên trong đây là cái bàn thông minh. Ăn thì mình có thể ăn ở tại bếp này nếu mà kiểu ăn nhẹ, còn nếu mà kiểu có thể đông bạn bè hơn thì mình có thể ra phòng khách ăn, ví dụ thế. Thì thực ra nó nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng mà cảm giác ấm cúng ấy. Ghế đẹp quá anh ạ. Cái bếp này là khác biệt hẳn đấy. Khác biệt rất là nhiều ấy. May là anh Phạm Anh đã thiết kế một cái không gian rất là hợp lý. Hương nghĩ là Hương và Tùng đã giải quyết được xong cái bước đầu tiên. Đấy sẽ là một cái bước đi vững chắc cho Hương với Tùng để tiến đến một tổ ấm tiếp theo. Tùng với Hương trải qua quãng thời gian rất là dài với nhau từ lúc học cấp 3 ấy. Nó là một cái quá trình mà phải biến đổi giữa con người với nhau, sự trưởng thành này, cảm xúc và gọi là hiểu nhau nữa. Đây nó sẽ là cái cột mốc đầu tiên chính thức hai đứa có cái gì đấy chung với nhau. Tôi là người từ
chối cùng đầu tiên về lần cầu hôn cùng đó. Nhưng người đứa cũng rất hậu thuẫn. Hương cảm ơn Tùng vì đã lắng nghe những cái mong muốn của Hương để mọi người có thể hoàn thành được ngôi nhà này một cách trọn vẹn nhất. Surprise dành cho you. Wow. Về cưới luôn đi à? Thank you. Tặng Hương cho Tùng. Chương trình được tổ chức bởi Wow Media và Văn Phú Invest, truyền thông và phát sóng bởi VTV3 và VC Corp. Cảm ơn sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương Panasonic, nhà tài trợ bạc Sun Pen & More. Cảm ơn đơn vị thi công chính thức Flashfist và nhà tài trợ nội thất B Plus Furniture. Cảm ơn nhà tài trợ địa điểm Bo Concept. Tết đổi mới cùng Panasonic, tặng đến 5 triệu đồng trả góp 0%. Panasonic.